Ấy, anh sao rồi? Anh ly dị được chưa? Anh nhớ đó nha, ly dị xong mình đám cưới liền đó. Em nè, em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, chứ không có làm phiền anh như là ai đó đâu. Anh ha. Không sao đâu em, cứ bình tĩnh thoải mái đi. Gương mặt em với trang phục này hợp lắm, có gì anh sẽ chỉnh lại cho. Dạ, tại em sợ em làm không được đó anh. Có gì anh sẽ chỉnh lại cho em, không có sao đâu, em cứ tự tin đi. Anh thấy em đẹp lắm. Dạ. Trang, qua đây nhanh lên. Lẹ lên. Lẹ lên đi. Qua đây. Đi. Tự tin lên. Đẹp quá trời đẹp luôn, còn ngại cái gì nữa. Rồi, bây giờ anh đổi qua bên này đứng đi. Rồi chút xíu đổi qua lại. Em cứ diễn tự nhiên đi. Ok. Cứ tự nhiên lên em. Tự nhiên thoải mái nha. Em đứng dựa lưng vô ảnh. Quay lưng dựa vô ảnh kìa. Đứng trụ một chân thôi nha em. Rồi. Tự nhiên nha. 2, 3. Rồi đứng sao nữa anh? Quay người lại nha em. Em tựa đầu vào vai ảnh luôn đi. Dựa vô đây á hả anh? Rồi đúng rồi, em quay lại luôn. Anh đang làm gì vậy? Anh, lát nữa đi mua sắm với em nha. Hồi nãy em mua tạp chí á, có mấy kiểu quần áo đẹp lắm. Em định rủ anh đi shopping nha. Nè, coi đi, đẹp không? Đó, anh thấy chưa? Mấy kiểu quần áo này mà em mặc vô là đẹp lắm luôn đó. Đẹp chưa? Đó. Ủa, cô người mẫu này nhìn quen quen à. Trời ơi, người mẫu nữ gì đâu mà lẳng lơ. Thấy người mẫu nam á, là sắp sáp vô. Đồ cái thứ lẳng lơ à. Em không vậy đâu nha. Chụp hình thì chụp thôi chứ, làm gì mà sáp dữ vậy? Đó, anh thấy không? Cái mẫu này đẹp ghê hả? Ủa? Cậu tới đây làm gì nữa? Con tới để tìm gặp Trang. Con Trang nó đi làm rồi. Trưa nó cũng không có về nữa. Mà cậu tới cậu làm khổ nó vậy chưa đủ sao? Thôi, xin cậu đi về đi. Tại sao anh ấy lại tức giận như vậy? Anh ấy đang ghen à? Chẳng phải anh ấy không còn yêu mình nữa sao?